Chiều ngày 4 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 1981 ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Thăng Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành khách rơi số tiền tích lũy 10 năm ở sân bay nội bài. Cựu Cục trưởng Thanh tra mất tất cả vì sai lầm và hèn nhát. Xóa tư cách chức vụ đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Hành khách rơi số tiền tích lũy 10 năm ở sân bay nội bài. Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 4 tháng 4, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Phạm Tuấn Thành, nhân viên đội an ninh trật tự ga quốc tế sân bay nội bài, phát hiện một chiếc ví màu đen trên xe đẩy tại gần cửa A2, khu vực công cộng nhà ga hành khách T2, người nhân viên này báo cho đội an ninh cơ động để kiểm tra chất nổ, kiểm đếm và lập biên bản vụ việc. Trước việc có chứa tổng cộng số tiền ngoại tệ lên tới 8.070 euro, tương đương khoảng 218 triệu đồng và một hộ chiếu mang tên Hoàng Anh Tuấn. Khoảng 30 phút sau, chủ nhân có tên Tuấn vội vã quay trở lại sân bay nội bài để tìm kiếm và được các nhân viên an ninh hướng dẫn để nhận lại. Anh Tuấn kể lại rằng đã đi một quãng đường xa rồi mới phát hiện quên ví và tức tốc quay lại. Người này lo lắng vô cùng vì đó là số tiền rất lớn mà anh tiết kiệm sau 10 năm làm việc ở xứ người. Lúc đó xung quanh cũng tương đối đông khách, may chưa có người nào tự nhận là đồ của mình. Nhân viên an ninh Phạm Tuấn Thành chia sẻ. Theo đại diện của sân bay nội bài, kể từ Tết Nguyên đán đến nay, ga quốc tế T2 ngày nào cũng đông khách, đặc biệt trong khung giờ buổi tối và đêm. Vào dịp nghỉ lễ đang đến gần, Ban Quản lý sân bay hy vọng hành khách hết sức cẩn trọng kiểm tra kỹ lưỡng tư trang hành lý trước khi rời khỏi sân bay. Cựu cục trưởng thanh tra, mất tất cả vì sai lầm và hèn nhát. Chiều ngày 4 tháng 4, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra, giám sát ngân hàng 2 cục 2 thuộc ngân hàng nhà nước, là một trong những bị cáo cuối cùng trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nói lời sau cùng. Hơn 10 phút trình bày, bà Nhàn liên tục khóc. Bà nói đã có 35 năm công tác trong ngành ngân hàng, 24 năm gắn bó với công việc, dù ở vị trí nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, được tặng nhiều bằng khen, nhưng chỉ vì phút sai lầm, hèn nhát, bà nói đã phải trả giá đắt và đánh mất tất cả. Không nói rõ điều hèn nhát là gì, bị cáo bật khóc, tôi ân hận, xấu hổ về hành vi của mình. Sau tất cả, bị cáo nhận ra phải thượng tôn pháp luật trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bà nhàn là trưởng đoàn thanh tra, bị cáo buộc sau khi biết rõ thực trạng SCB rất xấu, cần phải báo cáo ngân hàng nhà nước và chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, nhưng bị cáo đã thông qua võ tấn Hoàng Văn tổng giám đốc SCB, hai lần gặp bà Trương Mỹ Lan để thỏa thuận che giấu cho SCB. Bị cáo đã bốn lần thông qua văn, nhận tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ của SCB. Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện tội phạm bởi có nghiệp vụ, am hiểu hoạt động thanh tra ngân hàng, che giấu khiến cơ quan chức năng khó phát hiện sai phạm. Từ đó, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa tuyên phạt bà nhàn mức án tù trung thân về tội nhận hối lộ. Sau phút mất bình tĩnh, cựu cục trưởng thanh tra cho rằng bản thân đã thành khẩn khai báo ngay từ những ngày đầu bị điều tra và suốt quá trình xét xử. Những gì bà trình bày tại tòa là chỉ mong viện kiểm sát, hội đồng xét xử thấu hiểu hoàn cảnh chứ không đổ tội, chối tội. Hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án kéo dài và đưa ra phán quyết vào ngày 11 tháng 4. Xóa tư cách chức vụ đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Chiều ngày 4 tháng 4, tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức xóa tư cách giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Việt Chí do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, thời gian thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Chí tính từ ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024, thời điểm Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Chí. Trước đó, ngày 25 tháng 3 Sở Nội vụ An Giang có tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thi hành kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức xóa tư cách chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Nguyễn Việt Chí do có vi phạm chồng vi phạm và đã bị kỷ luật về mặt Đảng. Theo Sở Nội vụ An Giang, tháng 2 năm 2024, ông Chí bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng do có hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC trúng thầu. Ngoài ra, ông Chí còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật để giúp công ty trung hậu. Tổng 68 trong quá trình xin cấp phép khai thác cát, tạo điều kiện nhưng không kiểm tra quá trình khai thác cát tại xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Chí cũng chỉ đạo chỉnh sửa số liệu để giúp công ty trung hậu tổng 68 hút cát sâu hơn mức cho phép. Khai thác vượt sản lượng được cấp phép và bán trái phép ra ngoài thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Đối với hành vi này, ông Nguyễn Việt Trí đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trí để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến hoạt động khai thác các của công ty cổ phần đầu tư Trung hậu Tổng 68. Vì sao Chủ tịch Công ty Quản lý Khai thác Tài sản Thăng Long bị khởi tố? Chiều ngày 4 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 1981 ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, năm 2011, doanh nghiệp trên do Nguyễn Hữu Quân làm chủ tịch Hội đồng quản trị đã đưa ra thông tin gian dối nhằm huy động vốn trái quy định. Quá trình thực hiện quân sử dụng bản đồ quy hoạch sử dụng đất trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới tiến xuân địa chỉ ở huyện thạch thất hà nội tỷ lệ 1 trên năm dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sau đó doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác đầu tư huy động vốn của nhiều nhà đầu tư qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn để làm rõ hành vi của nguyễn hữu quân và các đối tượng liên quan công an đề nghị các tổ chức cá nhân ký kết hợp đồng nộp tiền cho công ty này đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu, công an thành phố Hà Nội ở số 54 Trần Hưng Đạo, quận hoàn kiếm để cung cấp thông tin. Ba cán bộ Bộ Công Thương bị bắt vụ xuyên Việt Oi sống ngầm cấp phép xăng dầu. Vụ án tại công ty xăng dầu xuyên Việt Oi tiếp tục được nối dài danh sách khi tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 4. Bộ Công an thông tin thêm về việc khởi tố bắt tạm giam ông Trần Duy Đông, phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương về hành vi nhận hối lộ liên quan đến vụ án tại công ty xuyên Việt Oi. Trước đó ông Đông đã có khoảng 5 năm làm quản lý tại vụ thị trường trong nước, đây là cơ quan được phân công quản lý và điều hành mặt hàng xăng dầu. Ông Trần Duy Đông đảm nhiệm chức vụ trưởng vụ này từ tháng 8 năm 2017 cho đến tháng 6 năm 2023. Đây là thời kỳ thị trường xăng dầu có nhiều thay đổi lớn. Khi số lượng các thương nhân được cấp phép tăng mạnh, song vẫn để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu đồng loạt diễn ra ở nhiều tỉnh thành. Trả lời báo chí sau loạt bài sống ngầm trên thị trường xăng dầu, khi đề cập đến việc xuyên Việt Oil là một trong những doanh nghiệp được loại ra khỏi danh sách thanh tra vào năm 2021, Bộ Công Thương giải thích rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên vụ thị trường trong nước đã không thể tổ chức việc thanh tra này. Trong thời điểm này, giấy phép của công ty Xuyên Việt Oil thuộc trường hợp hết hạn vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, nên công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại vào tháng 6 năm 2021 và được Bộ Công Thương cấp lại vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Điều này càng đặt ra nghi vấn, tại sao một doanh nghiệp không thực hiện thanh kiểm tra nhưng lại được cấp phép khi không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, Bộ Công Thương vẫn khẳng định, tại thời điểm cấp lại giấy phép cho công ty xuyên Việt Oi, công ty đáp ứng các điều kiện được cấp lại theo quy định. Tuy nhiên, cũng với kết luận thanh tra, Bộ cho hay đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền các hình thức xử lý. Trong đại án ở công ty Xuyên Việt Oi, đến nay đã có 11 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên có tới 3 trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là cán bộ lãnh đạo ở Bộ Công Thương. Bao gồm ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và mới đây là ông Trần Duy Đông, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Điều đáng nói cả ba bị can này đều bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Cao Trí mong sai phạm của mình không làm ảnh hưởng đến hệ thống Văn Lang. Liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan, chiều ngày 4 tháng 4, ngoài 5 bị cáo bị truy nã và ba bị cáo được xét xử vắng mặt thì các bị cáo có mặt tại tòa đã nói xong lời nói sau cùng. Ông Nguyễn Cao Trí cho biết, bản thân đứng tại vị trí này với tâm trạng nặng nề vì không ngôn từ nào diễn tả hết được sự dây dứt, ân hận từ hành vi của mình. Ông Nguyễn Cao Trí gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân và các cộng sự, những người đã nỗ lực trong thời gian vừa qua để đảm bảo cho hệ thống của ông có thể hoạt động bình thường. Bị cáo nhận sai phạm của mình ngay từ đầu, bị cáo muốn nói thêm về bối cảnh thách thức đã đẩy bị cáo về tình thế vô cùng khó khăn. Khi hệ thống chị Lan bị khởi tố, bị cáo áp lực lớn vì mọi người cho rằng có liên quan đến chị Lan. Có những hợp đồng trùng lập có thể nhân đôi số tiền bị cáo nhận từ chị Lan. Có sự đắn đo, do dự, làm sao để bảo vệ quyền lợi của chị Lan với tư cách đối tác. Sau khi hiểu ra vấn đề, lúc bị khởi tố, bị cáo đã kiến nghị nộp lại số tiền để không đi quá xa nhưng không được chấp thuận. Sai lầm của bị cáo là sai lầm bình thường giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, giữa bị cáo và chị Lan. Nó xảy ra quá đột ngột, bất ngờ. Bị cáo từng thỏa thuận trả lại số tiền cho chị Lan trong vòng 2 năm. Chưa tới 2 năm thì chị bị khởi tố. Chị cũng không đợi trong suốt 2 năm đó. Sai phạm của tôi là cá nhân giữa doanh nhân với doanh nhân. Tôi mong sai phạm này không ảnh hưởng đến hệ thống công ty của tôi, cũng như không ảnh hưởng đến giảng viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục văn lang. Ông Trí nói, ông Nguyễn Cao Trí xin hội đồng xét xử xem xét, chấp thuận đề xuất của luật sư bào chữa về mức án để ông có cơ hội sớm trở về lo cho gia đình. Hội đồng xét xử thông báo đã nhận được đơn kiến nghị của luật sư về việc hỗ trợ chữa bệnh cho ông Nguyễn Cao Trí. Hội đồng xét xử đề nghị chuyển đơn cho trại tạm giam và đề nghị đơn vị giam giữ hỗ trợ quá trình chữa bệnh cho ông Trí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.